xuất hiện tại New Zealand vào ngày 6 tháng 7. Đội tuyển nữ Việt Nam ngay lập tức khiến báo chí nước này thích thú với nguồn năng lượng của mình. Theo trang Star, đội tuyển nữ Việt Nam đã được chào đón rất nồng nhiệt. Đáng chú ý, Huỳnh Như và các đồng đội cũng chính là đội tuyển đầu tiên có mặt ở New Zealand, chuẩn bị cho ngày hội bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh. Xuất hiện đầu tiên tại New Zealand là các cô gái của Việt Nam. Họ có mặt ở sảnh sân bay lúc 9 giờ 15 phút. Trông họ thật bảnh bao và xinh đẹp trong bộ đồng phục vest xám và áo sơ mi trắng có cổ. Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy năng lượng. Họ có vẻ hơi choáng váng sau chuyến bay dài, nhưng vẫn mỉm cười, chào đón đám đông đã chờ đợi họ từ rất lâu. Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất thân thiện khi đập tay với linh vật FIFA đang ở đó để chào đón họ. Cả đội nhanh chóng đi qua cổng, hướng đến Napier. Trang Star tiết lộ thêm, để chuẩn đón chào sự xuất hiện của đội tuyển nữ dự World Cup nữ 2023, khu vực sân bay quốc tế của thành phố Auckland đã được thiết kế lại để trở thành một sân đấu thu nhỏ. Các khán đài tạm thời cũng được dựng lên để người hâm mộ có thể ngồi đợi và chứng kiến sự xuất hiện của các đội. Ngoài ra, xung quanh lối đi đều được trang trí bằng các hình ảnh tràn ngập màu sắc mang thương hiệu của World Cup nữ 2023. Ông Scott Tasker, giám đốc khách hàng của sân bay Auckland cho biết họ muốn gửi đến các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng sự chào đón nồng nhiệt nhất. Việc thiết kế như vậy là để tạo cho các đội có cảm giác như mình đang bước ra từ đường hầm của sân thi đấu ngay khi vừa đến New Zealand. Linh vật chính thức của World Cup nữ 2023, Tazumi cũng sẽ có mặt tại sân bay vào những thời điểm mà các đội tuyển xuất hiện.